Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có về thêm một ít dòng máy vặn vít DCS840. Đây là dòng model mới, hàng xách tay từ Mỹ về. Đợt này thì body về cũng khá là ít nha mọi người. Đó, số lượng cũng không nhiều. Đây được về còn đúng có 5 cây thôi. Thì những anh em nào quan tâm về cái cây máy vặn vít này thì anh em cứ liên hệ mình. Hàng là xách tay từ Mỹ về, made in Mexico. Đấy, cho anh em xem made in Mexico Dash 2022. Dash mới. Đó, body hiện tại giá của nó đang là 1,7 triệu nha anh em. 1,7 triệu trên một thân vít này. Những anh em nào muốn mua pin sạc thì giá nó rơi vào tầm khoảng là 2,8 triệu. Thì nó sẽ bao gồm một sạc, một túi xách, hai viên pin. Hai viên pin này. Đó. Một thân máy. Giá cực kỳ là tốt luôn anh em. Những anh em nào chuyên đi bắn tôn nè, lắp camera nè, anh em làm nhôm kính, anh em sắm bộ này, giá thứ nhất là hợp lý, vừa rẻ, vừa đúng túi tiền, công năng hợp lý nữa, vừa đủ cho anh em nhé. Đó, góc đèn, ba đèn led, máy cực kỳ gọn, đẹp, nhẹ, anh em leo cao thoải mái sử dụng nhé. Rồi, chào tất cả anh em.